Xin chào các bạn đến với NguyễnKim.com. Ngày 17 tháng 9 vừa qua, dân tình xôn xao sự kiện khuyến mãi 50% cho 100 chiếc máy ảnh mới ra mắt của Fuji, đó chính là chiếc XA2 phiên bản màu hồng. 10 giờ sáng mở bán mà mình có dịp đi ngang cửa hàng vào lúc 10 giờ đêm hôm trước đã thấy hàng người kéo dài hơn 100 rồi. May mắn là một người bạn của mình cũng đã mua được và hôm nay mình xin trải nghiệm chiếc máy ảnh này cùng các bạn để xem lý do tại sao Fuji lại thành công chỉ khoảng thời gian ngắn vào Việt Nam như vậy. Đầu tiên, nổi bật nhất của chiếc máy ảnh này là thiết kế, rất hoài cổ nhưng không kém phần dễ thương. Vì kích thước rất nhỏ gọn lọt thỏm trong lòng bàn tay với số đo 3 vòng lần lượt là 117x67x40mm. Vì kích thước nhỏ như vậy cũng có một vài điểm bất lợi. Đối với bàn tay của mình không quá to nhưng khi cầm chiếc máy ảnh này thì thao tác thực sự rất là khó khăn. Phải tì máy lên ngón út, cầm lâu rồi cảm giác rất là đau. Nếu như các bạn đầu tư thêm một bộ vỏ da như thế này thì việc cầm máy có phần dễ hơn đôi chút. Trên đỉnh máy là hai bánh quay, một dùng để điều chỉnh chế độ chụp, còn cái còn lại dùng để chỉnh các thao tác như là chỉnh EV, khẩu tốc vân vân tùy theo chức năng. Một nút function được cài đặt mặc định là dùng để chỉnh ISO, bạn có thể cài đặt chức năng khác trong phần menu. Cuối cùng là nút chụp cũng cần gạt nguồn. Mặt trước máy là ngàm ống kính bọc một lớp nhựa giả da nên cảm giác cầm không thực sự đã như da thật hoặc cao su. Góc trái máy là một đèn hỗ trợ lấy nét. Về cạnh phải chỉ có kết nối micro USB và HDMI. Mặt lưng là các chức năng cũng như một bánh quay tùy chỉnh các thông số, đặc biệt nhất là màn hình lật với 920.000 điểm ảnh, có thể lật được 175 độ, giúp các bạn có thể tự chụp cho mình những tấm ảnh rất là ấn tượng. Tổng quan thiết kế dễ nhận ra Fuji vừa muốn có một cái máy ảnh nhỏ, đẹp, thời trang, thiết kế theo một chiếc máy phim Rainfader, nhưng bất lợi mà họ gặp phải là nó không đem lại cảm giác tốt cho người sử dụng. Sản phẩm được bán kèm với ống kính tiêu cự 16-50 là một trong những ống kit có tiêu cự rộng nhất, vì thường các hãng sẽ có ống kính 18-55mm. Với tiêu cự 16-50, khẩu độ 3.5-5.6 có thể đáp ứng phần lớn các nhu cầu của các bạn, đặc biệt là selfie, phong cảnh, chụp nhóm bạn đông người, có thể pha một chút chân dung nhẹ ở tiêu cự 50mm. Ống kính kèm theo được thiết kế hài hòa với thân máy, màu bạc là chủ đạo. Ống được làm bằng nhựa nhưng cho cảm giác cầm khá chắc chắn, zoom rất là mượt, có chống rung OIS thế hệ thứ 2 giúp chống rung từ 1 đến 2 stop. Theo cá nhân mình đánh giá, đây là một trong số những ống kit hiếm hoi trên thị trường có chất lượng trên mức khá so với các hãng máy ảnh khác, từ độ nét, tốc độ lấy nét đến màu sắc đều thực sự ấn tượng, bù lại là mức giá khá cao so với các ống kit khác. Quay lại với chiếc XA2, điểm qua về phần cấu hình. Máy trang bị bộ vi xử lý ESA thế hệ thứ 2 với 49 điểm lấy nét được bố trí 7x7. Thời gian vắt nét khá ổn, chỉ 0.1 giây. Cảm biến 16MP, crop tỷ lệ 1.5 so với khổ phim 35. Ở thời điểm hiện tại thì 16MP có vẻ là hơi thua thiệt so với các hãng máy ảnh khác. Tốc độ chụp liên tiếp là 5.6 khung hình trên giây, quay video Full HD 1080p hoặc có thể chọn 720p với tốc độ 30 khung hình 1 giây. ISO khá tốt lên đến 25.600 và ở mức ISO 64.000 thì việc xử lý noise của chiếc máy ảnh này là rất tốt. Vẫn đầy đủ các tính năng của một chiếc máy ảnh bán chuyên và theo mình đặc biệt nhất ở Fuji XA2 là tính năng giả lập màu phim. Với nhiều loại màu phim huyền thoại của Fujifilm, bạn có thể chụp và sử dụng ngay mà không cần phải qua chỉnh sửa. Ngoài ra có wifi giúp bạn chia sẻ và post ngay hình ảnh vừa chụp bằng điện thoại qua ứng dụng Fuji App Camera. Máy có tích hợp GPS. Tóm lại thì Fuji XA2 này dành cho những ai? Nó dành cho những bạn trẻ có niềm yêu thích với nhiếp ảnh, muốn được trải nghiệm chụp ảnh thuận tiện trên một chiếc máy vô cùng dễ thương và phong cách. Dành cho những người yêu thích nét hoài cổ của dòng máy Rainfader Film với các hệ màu giả lập của Fujifilm. Và dành cho những nhiếp ảnh gia chụp ảnh đời thường đường phố cần một chiếc máy ảnh nhỏ gọn cầm theo bên mình mọi lúc mọi nơi. Vì người ta có câu chiếc máy ảnh tốt nhất là chiếc máy ảnh luôn ở bên bạn. Với thiết kế đẹp và hiệu năng vượt trội của nó, chắc rằng khi cầm trên tay các bạn sẽ có ngay cảm hứng, sẽ muốn lập tức ra bên ngoài ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của cuộc sống quanh mình. Dưới đây là một vài hình ảnh mà mình chụp được từ chiếc máy ảnh Fuji XA2, mời các bạn cùng xem. Và hiện tại máy được phân phối chính hãng tại Nguyễn Kim với rất nhiều quà tặng như thẻ nhớ, túi máy ảnh v.v. Hãy đến để được trải nghiệm hoặc truy cập nguyenkim.com qua nút xem thêm ngay bên dưới để có thể có thêm nhiều thông tin về sản phẩm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video đánh giá sau.